cho đi sắm Tết chị. Hôm nay năm rồng, rồng bay cũng mưa. Con làm caramel mắc quá. Mắc đâu mắc? 500. Giờ tốt chứ tốt. Rồi, siêu thị giờ tốt hả? Nói gì thầy? Wasabi. Wasabi. Lấy một cặp cho nó giống nhau. Lấy cặp bên này đi. Cặp cái lý, cặp cái lý. Sợ thật hởm màu đỏ cơ ha. Chính nàng ta sợ. Chai hả thầy? Này làm bằng gạo không ạ? Ừ, bột gạo quá. Này thảo. Nhiều, nhiều này thảo. Ừ. Không hết. Coi đồ, đồ gia dụng thôi. Ừ. Rồi cơm điện. Đi kiếm cái máy đi. Xem xe cỏ không chờ lố đây. Nó chờ lố đây. Này gì mà tới 5 ngàn mấy gì chứ. Này chính ấy. Chức năng này cho đánh bột cũng đồ cho nó không có trèo được trên lố, nó trèo lố cái máy trèo lố không có thật.
rồi thầy. Mua pin hả? Thùng vàng, thao vàng, bốc vàng đi. Ly vàng, bốc vàng đi chùa mình năm nay vàng thật luôn. Này đứng gào sạch. Này móng lắm. Ừ. Này là thao sai người ta đi mua mấy cái kia chứ đâu có này có chân. Ừ. Xong rồi cháo kiểu đẹp đẹp. Cháo hư. Cháo luôn, ghẻ luôn. Ngàn mấy không à, hai ngàn mấy. Ơi 2006 2002 này xem đi xem ba đi xem xăm ủ chiếc chiều à mấy bên đi mình sẽ vào khảo đi mấy nhiều khơi cha ok mua đó làm gì để mà mà này miếng nó vừa đâu có bự đâu. Nhiều phải không? 479. Lóc hả? Có đó là lóc hai lóc. Hai lóc là tầm hai lóc nhiều. Có đẩy giá không? 77 lóc. Hai lóc là nhiêu đâu? Trăm trăm cái 80 đi hai cái 160. Mấy cái lóc này. Tặng luôn giá này. Có được không? Xe đồ ăn Tết khách hàng phải chi rồi rồi quay rồi quay rồi nha quay tám rồi bỏ chị ra nha quay chị sau lưng được không người đẹp tay đôi quay sau lưng người bơm gì đó có quay nguyên cũng được đầu hay để xả tự nhiên cũng cúi cho cái đứa cái đứa cái đứa cái đứa ai được lấy ra cửa gì chưa coi không coi đâu coi cái cuối cùng đi mà coi cái cuối cùng đưa cái quả gà cái lưng bơm khúc kia đó còn nguyên như trong cái chảo bá bà mà anh có cái chết hả ừ còn bánh nhiều ít nhiều ít nhiều à với còn thở thì lấy được bánh tráng đi nha
Không thì để ăn được à, ăn xào, ăn sáng, ăn xíu. Ăn sáng xào không thấy. Được cái gì hai tắt gì? Được chưa dạ? Một phút rồi. Được rồi hả chị ha? Chút xíu nó bóc nhanh bỏ ít một cái đánh bỏ vô bỏ. Hôm nay đạo vàng từ bi thiền tự gói thêm tiếp tục gói bánh ếch, bánh ếch, bánh ếch, bánh ếch. Bên này thì đang dò làm bánh in, bánh in, bánh in cả nhà. Hello, mời cả nhà về đạo vàng từ bi thiền tự đón xuân nha. Xin cái gì thình? Giáp thình. Giáp thình. Có những món và món có thử Việt Nam không nè mọi người. Đi tặng đây là sản phẩm tự nhà làm chàng từ bi thì tự làm bánh in.
bên mỗi cái thầy chưa đi đi em đi cháy đó rồi để đàn luôn đi thầy. Bởi vì chị mới nói tranh thủ dọn chi mà tranh thủ em sớm sớm thì chiều chị đi ngày mai giúp nhau lên. Còn biết bao nhiêu cái ngồi giờ này ngồi dò bột. 30 Tết ở Phật tử về đó cũng ngồi đó. Ngồi gì? Dẹp đi. Mà đưa cái thùng đó qua qua đây cho em. Dẹp cái này với sư hả này? Giờ bọn vô chứ gì. Rồi xích vô hả? Này đưa cái thùng bánh tinh cho con này. Cái này đẹp quá. Đấy, đẹp thiệt đấy. Mình mới chỉ có ngày một thôi nè. Cũng lót luôn miếng giấy ăn mình nữa. 11 giờ rưỡi đêm rồi mà thầy trò còn đang làm bánh in, bánh in, bánh in. Làm bánh in. Hả? Cái gì đó? Con ở đó nhà bệnh con ngồi tự con niệm chú không á?